Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ làm clip theo một số yêu cầu mà mình thấy cũng khá là hay. Đó là không giáp đầu, không giáp thân. Đấy, thử xem có gánh được cái team này không. Hay là để team gánh đây. Nói chung là cứ cố gắng vậy. May quá, đang tiện có cái Axe MQQ. Lâu lắm rồi không chơi. Cái giáp đầu, giáp thân cũng hết sạch rồi. Mình toàn chơi ở trong cái server iOS WeChat ý. Đấy, hôm nay tiện thì vào đây coi như là cày rank. Xong rồi nhận luôn cái vật phẩm rank mới. Đó là cây dìu vàng đẹp lắm. Chỉ cần cày một tí thôi là lên bạch kim 1 rồi. Mà lên bạch kim 1 phát là có thể mua được cái cây dìu đó với giá là 150 tiền. Tiền vàng. Đấy, tiền vàng, tiền su rank ý, chứ không phải là tiền GB đâu. Trời ơi, bên mình snip kinh thế nhở. Ông kia ông cầm AVKM Rio à? À, AVKM Anime. Không phải đây đúng không? Không phải, nghe nhầm rồi. Cái ác này thì có tuổi đời là tầm 2 năm rồi đấy. Kể từ khi mà mình chơi, mình tập chơi CFM ấy, thì mình tạo cái nick này ở bên CFM QQ. Thế xong rồi thấy mọi người có súng VIP các thứ mà mình không có súng VIP thì cũng khá là tủi thân. Và thấy mọi người anh em Việt Nam ấy hay chơi ở bản ở trong server WeChat iOS, nên mình quyết định là bỏ luôn cái ác này. Chứ không có ý nghĩ là bỏ cái ác này xong rồi quay trở lại chơi thêm cái ác này nữa đâu. Không có cái chuyện chơi hai ác đâu. Bởi vì đầu tư mỗi ác khác rồi thì cần cái ác này còn cái gì nữa để mà chơi đâu. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì mình vẫn sử dụng cái ác này. Đấy, hay hôm nay tiện thì làm luôn cái ác này cho anh em xem. Cái ác này có khẩu AK-47 Macman vĩnh viễn. Hồi xưa 10 xu nó tặng. Cái này toàn hàng free hết nhá. Những cái gì trên người mình là toàn hàng free hết. Đấy, còn Maria này cũng thế. Ui, nó lên nước này. Nước lên đây này. Thôi, em lùi cho nó nhanh. Ui, một thằng. Bay nút à. Hơi chậm rồi em ơi. Để bây giờ mà trở về AB thì quá là nguy hiểm. Thôi, tốt nhất là mình móc cầu cho nó nhanh. Đấy, móc cầu cho nó bất ngờ. Thằng nào đứng trong bê đặt bom là... Ây xời ơi, nào cho nó bay về cõi thiên đàng luôn. Này, một thằng nó không biết mình trên cầu. Nó, lúc nó nhận ra thì lúc đấy nó cũng đài. Mình xin chia buồn cái em ý. Một thằng trong bê nữa. Một thằng trong bê nữa chứ mày ở đâu. Bốn em đã ra đi rồi. Thì mình đã có thử. Hồi xưa mình cũng có thỉnh thoảng có chơi cái ác những cái ác mà không giáp không đầu ấy. À quên, những cái ác mà không đầu không giáp ấy. À quên, những cái ác mà không giáp đầu giáp thân. Đấy, bắn nó rất là phế. Bởi vì địch nó chỉ cần tia cho mấy viên đạn là mình chết rồi. Đấy, và headshot thì cũng một phát là chết luôn. Bình thường nó có cái giáp mũ cơ. Ôi xời ơi, mày chết đi này. Úi giời, mày quá. Không mất bao nhiêu là máu cho mấy. Đấy, bình thường thì ăn một viên đạn vào đầu thì nó sẽ bay mũ, mình vẫn còn sống. Đấy, với giá trị HP là khoảng tầm 20 HP đổ lại. Đấy, và một khi mà không có giáp đầu thì xác định là một phát chết luôn. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải nói nhiều. Một em bây giờ lên bom rơi ở nhà. Ôi giời, núp ở đây làm cái gì? Còn một thằng nữa đang nhà này. Còn một thằng nữa đang nhà này. Mày lên đây, come on baby. Cho bom phát. Đấy là phải lùi ngay. Lùi ngay chứ làm sao có chuyện ấy được. Rồi, nó cũng ném bom mình luôn. Gian nhặt này, gian nhặt này. Gian nhặt thì mình nhảy bắn đấy. Gian nhặt đi kìa. Gian nhặt đi ở nhà làm cái gì? Headshot. Quá đen cho em ý. Mình xin nhắc lại cho những anh em nào không biết nhá. Mình đang sử dụng cái key mark rank. Đấy, nó khá là ngầu, khá là phê. Cũng chả có thời gian đi lên điện thoại lên. Mình chỉ có tối đa là lên key mark rank của kim cương thôi. Đấy, chứ còn lên rank huyền thoại thì đòi hỏi là một người phải có thời gian rất là nhiều. Đấy, đầu tư cho ác rất là nhiều. Một mùa giải rank thì mình chỉ có đủ thời gian để làm clip, xong tiện thể neo rank cho ác luôn. Chứ cũng chả có cái cơ hội mà bám đuổi hay là đua tôn. Ôi, Rồi, cô bé chạy non ton vào trong AB. Không biết mình đang đứng tủ ngay trên cao xe A này. Úi giời ơi, ui 24 này. Trời ơi, chúng mày giết tao à. Mày này, một em đã ra đi. Mày. Thôi thế thì mình thua. Bắn thế thì thua. Bắn lên nó đánh 7 phát chết luôn. Nay làm sao mà đỡ được.
anh em làm gì thì làm, nhưng cũng phải là cố gắng cày kim cương mua cho mình một ít giáp đầu giáp thân ấy. Đấy, nếu mà anh em nào mà không nếu mà có thời gian cày thì vào mấy cái map parkour ấy. Đấy, phần thưởng thì nó ra rất là nhiều cái giáp đồ và giáp thân. Đấy, anh em nào mà không muốn tiếc kim cương để mua giáp thì có thể là đầu tư thời gian. Đấy, cày cái map parkour. Rồi, quả này nó mà lật kèo là thôi là ngu người đấy. Căng lên mấy anh em ơi. Bọn cửa này chắc là mình nó cũng chả hiểu gì đâu. Đây vẫn ở rank thấp nên cũng bọn địch thì nó cũng không phải là quá pro hay gì đâu. Thôi cứ cố gắng. Đấy, mà bọn nó kể cả mà có ngu thì một mình không thể chấp 1, chấp 4, chấp 5 mấy ván liên tiếp được. Nên chỉ bây giờ là mình và đồng đội cùng cố gắng. Mày móc đồng đội của anh à, có một thằng nữa này. Một thằng Ven, à quên, một thằng Tonoko. Rồi, mình đã hy sinh rồi. 30 HP. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, xong rồi. Mày vào đây. Cho mày chết này. Mình giờ mình sẽ đi ra AB mình móc. Chả biết là có được hay không. Móc một không chuẩn là nó cho mình một viên đạn là mình chết đấy. Bởi vì chỉ còn có 30 HP thôi mà. Đấy, cái khẩu móc may này nó có chế độ ngắm này, scope này. Đấy. Chả biết nó có ăn thua gì không. Thử cho mọi người xem nhá. Trời, trời sao. Biết ngay mà. Ăn cướp rồi, biết thế bắn thường cho nó nhanh. Mẹ ngu người quá. 12 12 mạng rồi, 5 ra đấu rồi. Để khéo lật kèo thì vỡ mồm. Cố lên các tình yêu ơi, các tình yêu đang làm gì đấy? Hãy trả lời cho anh nghe đi. Thế mọi người cũng hay nhắn tin cho mình bảo mình làm về cả clip nữa, lâu lắm rồi cũng thấy mình làm clip. Ok, có thời gian rảnh thì mình sẽ làm clip về clip cho anh em xem nhé. Đấy, bây giờ đang chiến đấu cả team kia đã, chả biết thắng hay thua đây. Ôi trời ơi, đấy được. Có me đi, mày bắn đi, bố tao bắn được. Trời ơi, nó van nó vẩn. Nó bắn cho mấy viên đạn mà chỉ còn có 8 HP. Đấy, không giáp thân thì nó mới củ chuối như thế đấy. Thôi cố, thằng này cầm clip này. Cố lên, mình sẽ đổi sang clip xem nào. Một thằng hình như ngay đồ hải ma này. Vào đây, come on. Come on, ra đi. Ra nhưng mà ra chậm thôi, ra nhanh quá thì ta làm sao ta bắn được. Ta chỉ có 30 HP thôi mà. Đồ hải ma 2. Bố đây, bố đang ở nhà, cầm clip trên tay. Không biết con nào ăn được gì không. 3 Z bomb beat. Nào, cây kẻ ma. I need slide, I need snip. Cho ta một khẩu snip đi bọn mày ơi. Mình trong ba lô mình lại không mang theo snip tôi mới đau chứ. Mang theo mỗi hai khẩu AK thôi, một khẩu AK Bachman, một khẩu AK 47V. Cho tao snip nào bọn mày ơi. Bỏ snip ra đây đây này. Đây. Còn cửa hó này. Trời ơi chán quá, chả thằng nào nó cho snip rồi. Đấy, bởi vì bọn từ AB nó chạy ra ấy, nó toàn chạy phô thôi mà. Mình cầm snip mà mình biết bắn. Bọn này nó cầm snip nó có biết bắn đâu. Ta để mình cầm snip khi thì may ra ăn được nó. Nhìn kìa, để 3-3 rồi kìa. Để nó lật kèo rồi kìa. Mày này, dạy ra của một thằng trong B nữa, mình nhìn thấy rồi. Nào bắn bố mày đi. Nó biết mình ở trong cầu rồi thì tốt nhất là mình không nhảy lên cao cầu làm cái gì vội cả. Bởi vì nó biết mình trong cầu kiểu gì nó cũng kè cao cầu cho mà xem. Đợi một lúc đã, xong tí nhảy lên sau vậy. Nào, em ơi, A ơi, 13 chết pa rồi, bỏ mẹ mấy thằng kia, chúng mày bắn cái gì thế? Nhảy, bây giờ mới ăn nhảy lên này. Úi trời ơi, ăn cất rồi. Tao cho mày sơi bom mày. Rồi, không chết nó mới đau. Đấy đấy chưa, quả đấy nó kè sẵn rồi, mà nó bắn trượt đấy. Nó kè vào cầu mà. Một thằng mày này. Còn một thằng slip này. Slip AB này. Cái ra có đồng đội cover cơ. Bom rơi luôn thế nó mới đau chứ. Có này. Ngay bên phải mình này. Ngay bên phải mình này. Rồi chết rồi. 15 kill rồi. Chán thế, không sắp đầu không sắp thân. Kiểu tự tin nó không có ấy. Chán thật đấy. Còn một thằng nữa đang đâu ta. Úi giời giời. Thằng đồng đội kia đang ở nhà làm gì cũng biết. Bây giờ cứ tưởng địch. May quá. Còn một thằng nữa trong B mình vừa nhìn thấy nó xong.
chắc lại ke sang deep ấy, thằng nãy mình đứng cao còn ke đấy. Ơi trời ơi, bye bye CG again. Phải hạnh phúc lắm thì mới có thể chết được trong cái làn khói sao trông như khói thuốc lào ấy. Thằng kia mà đặt bom ma đi, đặt bom ma đi, cố lên nào, cố lên nào. Một thằng nữa mày đang ở đâu? Ui trời ơi, ăn cướp rồi, biết ngay mà. Ôi kìa, chỉnh nút rồi, chỉnh về chế độ bắn tanh, không có sơn ít thì thôi, mình biết ngay mà. Đồng đội ngáo là không gánh được đâu, cùng nắm chỉ gánh được 2-3 ván thôi chứ làm sao mà gánh được hết cả trận. Rồi ôi, lại còn giật tít thò này nữa thì bố thôi nào mà chịu được. Nghĩ cay ấy kia hẻm ma kìa, dùng nước bên ai kìa, dùng nước bên hẻm ma kìa. Thôi nói cũng chả làm được cái tích sự gì cả đấy, biết ngay mà đấy. Nào có điệu hay không? Ôi rồi ôi, tao lệ mày luôn. Mày ăn gì đó, tao cúng nào. Thằng này còn gật ra gật tù sao mày không biến cha mày đi để cho thằng khác có vào nó bắn nhở. Rồi bắn thế kia thì làm sao mà gánh được. 3-4 rồi, chỉ còn một ra đấu nữa thôi là nó thắng. Chắc là mình không biết là trận này ghi 90% là thua ấy. Thôi cố gắng vậy. Thôi quyết tử cho tổ quốc kết sinh. Vẫn chưa hết trận mà. Đấy, thà chết chứ không chịu sinh. Hình như B đẩy sao, hẻm B đẩy về nhanh hơn kia mày. Đấy, nó bắn chết thằng treo rồi. Nào, mày mù chưa con ơi, mày chạy đâu. Đấy, bố bảo là phải nghe. Trời ơi, sao mày không bắn chết thằng nó treo kia mà tại sao mày bắn chết hai cái thằng. Sao tao cay mày thế không biết. Nhìn nó treo nó ị thằng cụ thế như thế kia mà không biết bắn nó chết đi. Đấy, để bắn chết cái thằng sống làm cái gì. 3-4. Rồi hay lắm. 2-3. Như nhau. Mày nào ra đây. Ra đây. Cái thằng vừa bị mình tỉa xong yếu ấy. Máu đỏ, tuổi dịch máu đỏ rồi đấy. Ôi ăn cứt. Rồi lại 1-3. Hay lắm đồng đội ơi. Hay lắm. Đấy. Đấy, mặc dù team bên kia không mạnh cho lắm nhưng mà có thể là trận này thì 90% là thua rồi. Đấy, anh em rất là mong em thông cảm vì không giáp đầu, không giáp mũ các kiểu ấy. Thì thế lắm, mình không bắn được, trình độ chỉ có hạn như thế thôi. Nào chúng mày lấy hết đây, tao chơi một quả sống mãi cả chúng mày luôn. Nào một thằng đứng snip mà trong thùng 3. Come on. Trời ơi tại sao không đẩy lên, tao chỉ có mỗi người thôi mà, bên tao hết chết rồi đâu. Ui, một thằng slip vào ngay AB này. Một thằng đứng trên cao đối diện xe nửa này. Úi xời, trong B chết tươi rồi. Còn AB slip nữa. 37 giây, 36 giây. Chẳng biết là có kịp hay không. Mình hết bom, úi xời, mình hết bom rồi. Nào ra đi, come on. Ra đi. Tầm này em còn slip thì em chết, làm phải. Đứng tầm gần là chỉ có rút lục do bắn thôi. Wow. Come on. Ui bố mẹ, bố mẹ. Ui. Mình đang định chụp cái cột đặt bom là không được. Hay quá. 20 mạng, 20 kill. Mà không thắng nữa thì cũng chả có ý nghĩa gì cả. Cố lên nào chúng mày. Ơi tao lại chúng mày. Đừng có nên hy sinh, đừng có nên hiến mạng cho nó. Bắt người đi để tao lên, tao chốt quả cuối cho. Đừng có chết như thế. Cái lúc của mình cầu mong cho đồng đội mình chết ý, thì nó không chết. Hãy nó ăn hết mạng của mình. Và cái lúc mà mình mong nó sống thì nó lại chết hết. Đấy. Mình không cần ăn mạng thì đâu, tao chỉ cần thắng thôi. Bom rơi rồi, thấy chưa. Vãi cái đài. Tôi chỉ là 25 này. Một thằng. Còn 4 thằng nữa. 4 thằng nữa cơ. 100 máu chia đều cho 4 thằng. Ôi chia đều cho 3 thằng. Mỗi thằng tầm gần 30 máu tí. Là bom đã. Ý rồi ôi. Nó đứng chờ đây thôi. Chờ nó lên nó tìm mình ý. Ê, mình tìm ra cái sơ hở của nó thì mình mới có thể hạ gục nó được. Chứ có bây giờ một mình xông vào 3 thằng thì chắc chắn là mình chết rồi. Đấy, chắc chắn không có thì chắc chắn là chết rồi. Cũng không thể báo được cả. Ý xời ơi. Đấy, biết ngay mà. Chạy đâu con sâu. Có một thằng nữa đằng nhà ấy kìa, cover mình. Một thằng đồng đội. Sao mà không lên với tao cover cho tao đi. Thằng kia đến nước rồi, chết tươi luôn. Ôi, bỏ mày xong rồi. Chết đâu báo đi. Quán này mình có thua thì mong mọi người cũng ấn like và chia sẻ clip và đăng ký theo dõi kênh của mình nhá.
là cố gắng lắm rồi ấy, thua thì chắc là mình cũng chịu. Nào, đi chiến luôn lại. Ui, một thằng ngay hẻm, ngay hành lang Nga này, dọc Nga này. Một thằng, ôi giời ơi. Ôi trời, mù quá. Thôi thua rồi, hỏng rồi. Ok mọi người đừng quên like, subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay nhá. Bye bye mọi người.